Xin chào tất cả mọi người. Harper đón chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Hãy sẵn sàng để khám phá thế giới ẩm thực của từng nghệ sĩ khi đến đây tham gia giao lưu mọi người nha. Và không biết là cô gái ngày hôm nay xuất hiện như thế nào đây. Đây là một nữ ca sĩ rất là dễ thương, đáng yêu, xinh đẹp, hát hay. Bên cạnh đó, thời gian gần đây cô ấy đã có được những sự hợp tác với nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận cực kỳ ăn ý. Xin mời quý vị chào đón sự xuất hiện của ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh. Ta-da! Trời ơi, mày đi hồng vậy? Hey! Yeah! Dương nè, thoải mái nè. Đúng rồi, tại vì em biết là anh Hoàng rất là tắc kè hoa, rất là mỗi ngày một màu sắc rất là nổi bật, nên em phải chọn màu hồng thôi, sợ anh Hoàng dìm. Không bao giờ, dù anh có mặc một bộ trang phục 7 sắc cầu vồng đi nữa, không thể nào mà sáng rực được giống như Nguyễn Kiều Oanh hết. Không, trời, tại vì em dễ thương quá, đẹp, rồi nụ cười tỏa nắng nữa. Dạo này hợp tác với anh Thuận nhiều, không biết hai người có tình ý gì với nhau không mà anh Thuận ưu tiên cho em cái vậy? Dạ, anh Thuận là giống như gọi là một người anh, một người chú, một người bác, một người rồi, cha của em. Bích cửa người yêu luôn. Ủa, dạ, thấy thân thiết quá, tưởng đâu có tình cảm gì đặc biệt. Hóa ra là đồng vì nghiệp. Vì là thân quá, nhưng mà mình phải nói xấu anh Thuận là không có yêu được. Sao hả? Không yêu. Ủa, được sao? Cái thái độ của em giống như dòng cái thứ đó không có yêu được thì sao? Không phải. Gì kỳ vậy? Anh Thuận mà coi clip này chắc là chết hai anh em. Sao thật, không yêu được? Thật ra là khi mà mình kính trọng, mình tôn trọng một cái mối quan hệ nào á, là không thể yêu được. Coi ảnh như đàn anh thôi. Như đàn anh. Để phát triển sự nghiệp. Dạ đúng. Hay quá. Tặng người mọi người bài đi. Khúc tình yêu hoa gió đi. Dạ. Hay bắt. Ok, sẽ hát khác với anh Chu Thế Vinh ha. Dạ. Ngắm hoa rơi lòng em bỗng nhớ. Nhớ một người mà em luôn yêu, một tình yêu đã quá nhiều. Ước mong anh được vui nơi ấy, ước mong anh sẽ quên nơi đây. Dù điều ấy quá đắng cay, sao đông sang nói nhớ anh ngút ngàn. Xuất sắc, trời ơi. Anh nhắm mắt là em tưởng tượng anh đang lạc vô thế giới của nữ hoàng băng giá em. Phim ảnh Việt nha. Trời ơi, hát như công chúa. Trời ơi, hay quá. Dạ, được rồi. Hay. Trời ơi, phong cách mới, được nha, phát huy nha. Dạ, phát huy anh. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều, mời em vào phòng khách nha. Dạ. Mời anh dạ. Rồi. Ây chà, người đẹp ngồi đâu cũng đẹp, ngồi ngay trung tâm nhà anh đẹp. Trời ơi, nãy giờ em nói là em không mặc cáo màu hồng, cái mặt em cũng đỏ nữa, tại vì em quá khen em rồi. Thiệt quá tăng bốc, em làm áp lực quá nè. Đẹp chị... nhưng mà lát nấu ăn được rồi cũng kỳ ha. Em đâu nấu đâu. Ngày hôm nay sẽ có hai vị siêu đầu bếp rất trẻ tuổi nhưng đầy tài năng đến đây nấu ăn cho em ăn bằng tất cả tình cảm của họ. Wow. Ừ. Đẹp không anh? Trai đẹp. Trẻ không? Đẹp trẻ hơn em xinh nhiều. Yên tâm. Giờ nè, em nhắm mắt, em tưởng tượng em thèm thích món gì, em ghi hai món đó ra đây giùm anh nào. Em thích. Em mở mắt mới thấy. Em mở mắt. Em mở mắt mới thấy tờ giấy em. Ôi dạ. Anh chưa nhắm anh mắt quên, để tưởng tượng. Quên. Trời ơi. Nhắm mắt để tưởng tượng nhưng mà mở mắt để viết vào giấy. Biết rồi, giấy hai món ăn của em. Món đầu tờ, tiên là em bảo đảm là em sẽ ăn món mà anh Hoàng không bao giờ biết. Ghê à? Đó là xong rồi nè, không chay, không mặn, không gì hết. Xong rồi ha. Xong rồi đó. Yên tâm. Ngon lành. Và bây giờ xin mời quý vị chào đón sự xuất hiện của hai bạn nam ngày hôm nay. Đó chính là Duy Đức và Xuân Huy. Đó. Trẻ chưa? Rồi mời hai bạn ngồi. Không được, phải tém lại. Mời ngồi. Hai bạn giới thiệu về bản thân mình nào. Dạ, em là Lê Duy Đức, em là sinh viên tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Và nhạc viện luôn. Năm nay em 21 tuổi ạ. Nó nghe nè, khi nào mà em có nhu cầu mà em học thêm á. Dạ. Cứ liên lạc với chị ha. Dạ vâng, em sẽ tìm cách để liên lạc với chị ạ. Vậy là bạn là sinh viên trẻ của trường nhạc viện. Năm mấy rồi Đức? Dạ, ngày trước thì em có học luật, nhưng mà em bảo lưu luật để em thi lại vào nhạc viện ạ. Trời ơi, định mệnh. Duyên gì vậy? Sao định giống mở. Vậy? Trước khi chị thi vào trường nhạc á là chị đã đậu hai trường luật và trường nhạc. Hay quá. Nhưng mà chị không học luật tại vì chị đã nghĩ là chị cần phải đi theo đam mê, chị không có muốn ngồi mà học. Em cũng giống chị. Đó, thấy chưa? Vậy là bạn có nhiều điểm chung với lại Kiều Anh lắm đó. Hy vọng là cái khẩu vị cũng chung với nhau nghe. Dạ vâng, em cũng mong là vậy ạ. Ờ mà cái chất giọng của bạn là quê gốc ở đâu? Dạ em ở Hà Nội. Hà Nội. Trời ơi, anh hiểu em mà đúng không? Hiểu, có lần tôi nghe cái này chia sẻ rồi nha anh nha. Hiểu không? Thôi để đây, lát em khai thác xong. Anh này cũng ghê lắm nha, chứ đừng chủ quan. Rồi, xin mời bạn. Dạ, em tên là Trương Xuân Huy ạ. Năm nay em 21 tuổi ạ. Em sinh ra và lớn lên tại Bắc Giang. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng.
Hồi nãy ở trong cánh gà em có nghĩ ra một đoạn rap ngắn ngắn em muốn tặng cho chương trình. Rồi xong luôn mất ghế rồi. Em MC không có khả năng rap mà. Thấy bây chưa giờ... bây giờ cùng đó. Để nhớ là anh Hoàng rapper là rap sao mà. Hai người đấy cùng cho em mượn cái bút để làm cái mic nha. Đến với khẩu vị ngôi sao, nấu ăn cho những ngôi sao, không cần biết từ nơi nào, tôi vẫn cứ thế trôi vào, cắn một miếng là thôi nào, hợp khẩu vị của ngôi sao, ăn một cái là ôi dào, cho tôi bước lên ngôi cao. Hay chưa? Trời ơi, dạ, quá hợp lý quá. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Như vậy thì bạn có niềm đam mê với âm nhạc? Dạ vâng, em có mê rap. Hay quá, vậy mình anh em mình có điểm chung, đâm ra là yên tâm đi. Mặc dù bên kia là có thể là có nhiều cái điểm cộng nhưng mà anh sẽ hỗ trợ cho bên em. Dạ vâng. Cán cân phải cân bằng chứ. Ngày hôm nay hai bạn xuất hiện tại đây có nghĩa là các bạn nấu ăn rất ngon. Chúng ta sẽ nấu ăn cho người đẹp ăn. Bên cạnh đó là khám phá ra 5 cái ẩn số nó dính liền với Nguyễn Kiều Oanh. Dạ vâng. Xin mời mọi người chào đón 5 ẩn số ngày hôm nay. Chúng ta sẽ lần lượt từ ô số 1 nha. Để coi thử thách là gì. Hai bạn cố gắng giành quyền ưu tiên nha. Dạ. Số 1, nội dung thi đấu là câu hỏi. Rồi, cầm bảng lên. Và bây giờ sẽ là câu hỏi để hai bạn cùng ghi ra đáp án của mình A hoặc B hoặc C hoặc D nha. Vùng biển nào ở Nghệ An có đặc sản cá thu nướng? A. Cửa Đại. B. Cửa Lò. C. Cửa Tùng. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Đáp án của hai bạn là Huy chọn C là Cửa Tùng, Đức thì chọn A là Cửa Đại. Đáp án là B. Cửa Lò. Vậy là không ai ghi được điểm. Vùng biển Cửa Lò ở Nghệ An có đặc sản cá thu nướng nổi tiếng thơm ngon, bổ dưỡng. Người dân chọn cá thu tươi, rửa sạch, cắt lát khoảng 200 đến 250 gram để thật ráo rồi mới nướng trên lửa than hoa, giúp cho cá bảo quản lâu hơn. Đây cũng là món ngon được nhiều du khách lựa chọn mua làm quà khi du lịch tại Cửa Lò. Như vậy là ở câu hỏi này thì chúng ta chưa có ai ghi điểm hết, nhưng mà vẫn có thể khám phá được bí mật đằng sau ô số 1 là không thử dù chỉ một lần. 6 từ này nó liên quan đến Kiều Oanh. Từ nhỏ đến lớn á, mình đã ăn thì mình đang thử một lần rồi, nhưng mà từ cái lần đó là mình sẽ không bao giờ thử nữa, dù mình còn rất nhỏ. Đó là hành. Dù chỉ một miếng hành thôi, và em dành cả thanh xuân để vớt hành ra. Trời đất ơi trời, hành thơm mà. Mà cái tánh nó rất là kỳ, cái tánh rất là kiểu dễ quạo lắm. Tính quạo. Ăn mà gặp một miếng hành là bỏ, không ăn nữa. Vậy là lát nữa chúng ta sẽ hạn chế hen, không có phi hành tỏi luôn, tại có hành mà. Không, hành phi ăn được. Tức vậy đó. Cái gì kỳ, cái tánh kỳ, kỳ lắm. Hành phi ăn được, còn hành lá, hành sống ăn được. Hành phi càng nhiều càng tốt luôn. Tính rồi. Kỳ lắm, nên mấy bạn. Tại là cái mùi của nó khác nhau, không giống nhau. Cảm ơn bạn đã chia sẻ điều này để hai đầu bếp biết cách mà tránh né. Rồi bây giờ chúng ta đến với nội dung thi đấu ô số 2. Ô số 2 là câu hỏi tiếp tục. Tiếp tục câu hỏi nào. Hãy kể tên 5 loại món ăn bắt đầu bằng chữ bún. Chúng ta chỉ có khoảng 15 giây thôi. 15 giây cho 5 món ăn. Mỗi món ăn là 3 giây để mình ghi cho nhanh, nhưng mà với điều kiện là phải ghi bằng tiếng Việt. Nhìn dễ đọc, dễ sạch chỉ đẹp. Bún. Bún gì ta? 5 4, 4 3, 3 2, 2 1 Rồi, dừng bút. Xin mời hai bạn. Rồi, đáp án là em vừa ra có 3 cái thôi. Đúng mà em viết tắt. Em ghi cái gì vậy? Ghi mà nhìn thấy tức luôn. Bờ bờ là bún bò. Con này là gì? Bún thang. Bún thang. Con này là bún đậu mắm tôm. Bún đậu mắm tôm. Trời ơi hay quá anh ơi. Dạ, còn bên đây chữ đẹp dữ như thư pháp. Của em có bún bò. Bún gà. Bún lươn. Bún thiêu cua. Bún ngan. 1-0. Bún cá. Hay quá. Và ẩn số đằng sau ô số 2 là một lần chua cay. Hoặc là ăn bún thái hay gì? Là cái gì cũng phải có chua cay. Chẳng hạn như ăn cơm với rau luộc đi thì cũng phải chấm với muối tiêu chanh. Nhất là những cái món nước đúng không? Món nước là phải chanh, phải cay. Mì gói hay gì là phải ăn mì chua cay mới ăn. Wow. Khác là không ăn. Ăn bún, ăn phở, ăn hủ tiếu, ăn cái bất kỳ cái gì cũng phải có chanh. Hay thiệt chứ. Như vậy là lát nữa mình có sự bốc thăm nào mà trúng cái món nào mà hợp với chua cay á, triển khai nha. Tính ra chị ấy cùng gu với em cái món về cái lấy cái chua cay này. Đó, thấy không? Đấy. Nhiều cái trùng gu lắm. Hứa hẹn quá. Ui, tự tin lên em. Bây giờ mà tụi người bốc thăm, tự tin lên. Bây giờ chúng ta đến với ô số 3 nhé. Nội dung là thử thách ưu tiên. Đặt bảng xuống. Trên bàn của tôi đang có 2 ly cà phê. 2 ly cà phê này màu giống nhau thôi, nhưng mà một bên nó ngọt có đường, một bên nguyên chất đắng nghiệt. Thì lựa chọn đi. Thôi bây giờ bạn ấy đang bị một dẫn 1-0. Dạ vâng. Mình ưu tiên cho người đang bị bất lợi nha em. Dạ vâng. Đó, cho fair play.
chấp em luôn, đứt lửa đi cưng. Thế à, em không, nào? Không được nhường nữa. Em chỉ được nhìn thôi. Em sẽ chọn bên trái vì em đang ngồi bên trái của chị. Bên trái của em là bên phải của anh đó. Đó okay. Là em lấy luôn đi. Rồi chỉ cầm thôi nhá, khoan uống nhá. Ai uống nhanh nhất thì người đó thắng. Ôi rồi ôi. Uống hết luôn hả anh? Uống hết. Ui, uầy cái gì mà uầy. Ai uống xong báo nha. Ai uống xong báo 3, nha. 2, 1, quất. Ôi, chính hắn rồi, chính hắn rồi. Hết chưa, hết chưa? Bé rồi ạ. Rồi, hay quá. Bên đây kiểu ung dung tự tại quá anh ha. Em bên kia xong rồi. Sao không bị sao? Em không thấy nó đắng. Vậy là nó ngọt. Vậy là em thắng à? Đúng rồi, không đắng cay thì anh chịu hết rồi. Nhưng mà bên đắng bên kia họ chọn rồi, nhưng mà họ uống nhanh nhất nên họ thắng. Ôi, và đền bù lại cho sự chịu cay đắng đó. Xin mời bạn đến với nội dung bên trong ô số 2. À, ô số 3. Nỗi ám ảnh. Thật ra đó là chè trôi nước đó mọi người ạ. À. Trời ơi trời, ủa gì kỳ vậy? Ủa chè trôi nước nghe nó không có gì ám ảnh luôn em. Đúng không? Nhưng mà thật sự nó rất là ngon em. Thì cũng ngon thật, nhưng mà kiểu là lúc trước á gia đình em rất là nghèo. Nên là khi mà cái nhà kế bên có một đám gì á, có mặt em hết. Ăn trực. Dễ đi ăn trực. Quá. Đi ăn trực dữ lắm. Vào đó thấy chè trôi nước. Quá thèm rồi, nhà đó đâu có đâu. Bà Năm cho một cái cục chè trôi nước để nè. Con ơi, ăn từ từ nghe con. Ăn từ từ thôi, mất nhẹ nha con. Đợi bà Năm vừa bước vô các em nuốt nguyên cục anh ơi. Trời má ơi. Anh ơi. Trời ơi, cục bay lớn mà dưới vô cuốn họng thì sao? Đó, em trợn mắt lên luôn. Lúc đó em mới biết là em có khả năng thanh nhạc. Mấy tuổi? Lúc đó là 5 tuổi. Trời, chơi dại. Xong rồi em dỗ, em đợi kêu cầu cứu. Bà Năm vừa dặn đi ra, bà Năm tức quá, bà Năm quất một cái bát vô mặt. Vô mặt. Trời ơi, cục chè luôn. Quất gì vậy? Thường ta quất vô lưng hay là giọng vô bụng vậy nè. Tức quá. Trời, tán vô mặt vậy hả? Tán trời, chưa, chè ra em sống luôn anh. Trời ơi, trời chưa, chưa bao giờ người ta tán em mà em thương vậy luôn anh. Thiệt, có một cái tán mà cứu được mạng người luôn đó, đó trời. Có ám ảnh luôn á, tôi bây giờ nhìn cục chè cho nước là có nghĩa là cái nỗi ám ảnh này được hình thành hay khi đấy. Mà chị ăn quá nhanh. Đúng rồi, tại đói quá thèm á. Kiểu ăn như là chưa bao giờ được ăn đó anh. Đấy, nào các bé đừng thử trò này tại nhà nha các bé nha. Không đừng thử dù chị một lần nước. Chị là diễn viên chuyên nghiệp, chị thử được phải không? Mà đừng có nuốt trọng nguyên một cục nha. Mình phải sắc ra. To lắm, em còn nhớ thêm cục đó là màu xanh hy vọng trời, nữa. Màu xanh nữa hả? Màu xanh hy vọng là dứa, nhà thèm mà em thôi. Bánh trôi nước mà làm như quá trái dưa hấu gì đó thì hỏi sao bé nó không nghẹn. Vậy kể từ đó bạn còn ăn bánh trôi nước hay trò trôi nước nữa không? Dạ ăn, nhưng mỗi lần đưa cục chè là kiểu cắt ra đặn hơn, là sáng ra sáng ra rút kinh nghiệm đó. Tự tốn hơn. Đó là hậu quả của việc ăn trực đó mọi người. Bây giờ chúng ta đến với nội dung thi đấu của ô số 4 nào. Câu hỏi nữa kìa. Tiếp tục câu hỏi. Nội dung như sau. Món bánh áp chao ở Lạng Sơn thường có nhân làm từ nguyên liệu nào? Áp chao phải áp chảo nha. Áp chao. A. Cá hồi. B. Bạch tuộc. Và C. Thịt vịt. Bánh mà áp chao. Bánh áp chao. Cái bánh chắc là phải tròn tròn. Bánh cái nào? Xong nó áp cái... vô hũ chao. Chao cái vớt ra cái nặng chanh vô ăn. Lạng Sơn là miền núi đúng không? Đúng rồi. Là miền núi là miền bạch tuộc. Ba cá hồi. Cá hồi với biển. Rồi, mở đáp án. C. C. Cả hai bạn đều chọn C và chính xác. Rất thông minh ha. Lạng Sơn thì chắc chắn là chỉ có thịt vịt là ngon nhất thôi. Bánh áp chao vàng rụm giòn tan là món ăn dân dã rất hấp dẫn tại Lạng Sơn. Vỏ bánh được làm từ bột gạo nếp, gạo tẻ, đỗ tương, khoai môn nạo. Còn nhân bánh lại rất nổi bật với hương vị thịt vịt tẩm ướp rất đậm đà. Bánh áp chao có thể ăn kèm với nước chấm pha chua ngọt, ngâm cà rốt, đu đủ, su hào. Trời ơi, nghe tả thơm quá, ngon quá. Đói quá. Em, đói luôn anh Hoàng đó. Đọc em điếm cái gì vậy? Có những cái món gì thì mình liệt kê ra. Đấy, nhau này này. Giỏi quá, học hỏi. Thích tiếp thu nè, được, trẻ tuổi khác. Chứ nhiều người nói nhiều mà không hiểu nhiều. Ai vậy ta? Nói hả, bao giờ lấy chồng. Cái đầu lơ. Rồi bây giờ mình đến nội dung ẩn số bên trong nào. Cái cụm từ Hà Nội là tôi thấy nó cán cân, nó hơi nghiêng lệch. Bên cạnh đó là có huy hiệu thần bếp. Mà câu vừa rồi cả hai bạn đều trả lời đúng. Huy hiệu thần bếp chỉ dành cho ai chiến thắng thôi. Như vậy, đồng nghĩa với việc không ai sở hữu được huy hiệu này hết. Ôi, tiếc quá. Phải như có được huy hiệu này lát mình có thể cởi bỏ những cái phức tạp khó khăn ở xung quanh cái địa hình hoàn cảnh nấu ăn của mình luôn á. Mà đơn giản là yêu cầu kiểu anh phụ bạn làm gì đó. Tiếc quá. Vậy là chúng ta tạm biệt huy hiệu thần bếp thai. Dạ vâng. Và nói về Hà Nội là sao ta?
thật ra là em là người miền Tây chính gốc ở Đồng Tháp luôn, nhưng mà khi mà lớp 5, lớp 6, cũng lớp 5, lớp 6 đó anh, cũng cái giai đoạn mà đó thì thay vì người ta sẽ nghe nhạc trẻ dễ thương, nhưng mà em thì nghe những cái bài Hà Nội. Ủa tại sao? Em không biết, em con người của em giống như là có một cái chất bắt gì ở trong đấy. Xong rồi em thi đại học, em cũng thi nhạc viện, thì em cũng thi hai bài miền Bắc luôn. Thì các thầy cô cũng chấm là cũng không biết là em là người miền Tây. Hỏi ra mới biết em là Đồng Tháp, giống như là con người của em là rất là hướng về Bắc. Thì lớn lên thì cũng rất là thích mấy anh chàng Hà Nội. Hiểu mà, biết mà. Thật ra em có duyên với người Hà Nội hơn á. Nhưng mà đây, cầm từ đây là Hà Nội, là những món ăn ở Hà Nội. Miếng là chả Bắc là cô thích. Dạ vâng. Rồi cái gì liên quan tới Hà Nội là cô thích, từ bài hát, từ những món ăn tinh thần, con người, văn hóa. Chúc bạn làm dâu miền Bắc thành công trong tương lai. Dạ, hy vọng có anh là để ý em. Cái này khó nha. Và bây giờ chúng ta đến với ô cuối cùng, nội dung đó chính là thử thách đối kháng. Và bây giờ xin mời quý vị đến với trò chơi thử thách dành cho hai bạn Huy và Đức. Trò chơi rất là đơn giản, đập trứng. Trứng em đâu, trứng em đâu anh? Trứng em đây, trứng em đây. Hãy đập lấy trứng của anh. Đây là trứng của anh. Hèn, chúng ta sẽ có 4 trái, nhưng mà điều kiện đó chính là các bạn hạn chế tầm nhìn, đeo khẩu trang vô con mắt của mình. Đó, rồi lúc đó anh với lại Hoàng sẽ đặt bất cứ vị trí nào. Nhiệm vụ của mỗi bạn luân phiên mỗi người một cái, đập bàn, ai đập trúng cái trứng người đó thua. Rồi, đeo mặt nạ vô nè. Bây giờ anh ơi, Bình ơi, em đặt làm sao đừng ra tiếng động nha, chứ hai hiệp sĩ mù này ghê lắm đó. Chuẩn bị nè, 3, 2, 1, đập. Mạnh lên, trời ơi. Đập. Nghe cộp cộp âm thanh sao á. Chúc mừng Huy. Huy được 3-2 rồi. Tỷ số là 3-2 rồi. Nào chúng ta quay trở về với phòng khách nào. Sao hôm nay em chơi game dở vậy ta? Như vậy là Duy Đức đã đập trúng quả trứng, là coi như mình đã nhường quyền chiến thắng lại cho bạn Xuân Huy rồi. Vâng, em cảm ơn Huy nghe. Tỷ số bây giờ là 3-2. Em đang có được rất là nhiều lợi thế đó. Dạ vâng. Và trước khi chúng ta sử dụng những quyền ưu tiên đó, hãy khám phá xem đằng sau ô số 5 là gì đây. Ẩn số đằng sau ô số 5 đó là ngon, bổ, rẻ, quen à. Mấy người mà thích ăn đồ ăn đường phố giống như anh là thích cụm từ này lắm. Thích cụm từ này lắm. Thật ra là cái món mà ngon bổ rẻ mà em thích nhất á, mà em nghĩ là ai mà về Đồng Tháp mà ghé thành phố Sa Đéc á sẽ ghé mà ăn á, là hủ tiếu Bà Sẩm. Hủ tiếu 8.000 một tô, mọi người có nghe chưa? Là chưa? Hủ tiếu rẻ nhất Đông Nam Á, chỉ để 8k thôi, để bán cho những người dân lao động nghèo. Đó, nhưng mà thật ra là bây giờ là không phải chỉ người dân lao động nghèo ăn, mà còn rất là nhiều khách du lịch tới ăn nữa. Và lúc nào em về quê rồi cũng phải ghé ăn sáng, trưa, chiều vậy đó. Rất là ngon. Chỉ có một cái là mình đừng có bao giờ hỏi khăn giấy. Xin khăn giấy cô, khăn giấy không? Ăn 8.000 mà đòi khăn giấy. Bà Sẩm hả? Dạ Bà Sẩm. Vậy chắc Bà Sẩm là nhiều đời làm đó đúng không? Dạ Bà Sẩm nhiều đời. Bây giờ thì đi vô hủ tiếu Bà Sẩm thôi chứ không có Bà Sẩm. Bà Sẩm là thời cố rồi. Thời cố rồi. Đó, về Sa Đéc là nhớ ghé ăn nha. Hay quá, Sa Đéc, hủ tiếu Bà Sẩm. Ngon, bổ, rẻ. Ngon, bổ, rẻ. Một trong những kỷ niệm khó phai. Và bây giờ chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Sau khi khám phá được cái khẩu vị, cái gu ăn uống của bạn Kiều Anh rồi, thì bây giờ em đang có lợi thế. Dạ vâng. Em hãy lựa chọn một trong hai món ăn mà ngày hôm nay người đẹp Kiều Anh đang rất muốn thưởng thức nha. Đây, hai món này. Quý ơi, em lựa đi. Một bên là hủ tiếu Bà Sẩm. Một bên là gà tẩm bột chiên giòn. Gà, em thích gà lắm. Em chọn món gà luôn. Đúng sở trường. Phải cái gì đúng sở trường thì mình mới tự tin đúng không? Nếu mà Huy chọn gà thì em xin đội ơn Huy một lần luôn. Ủa vậy sao vậy? Vì căn bản là từ nhỏ đến giờ em bị sợ con gà. Mà em không dám chạm vào con gà và em không ăn thịt gà luôn. Phải phát biểu sợ Huy thay đổi ý kiến. Nên là thôi cảm ơn Huy một lần. Hay quá ta, phẹt lầy quá. Chúc mừng bạn nha. Huy đúng với sở trường của bạn là gà tẩm bột chiên, hủ tiếu nha. Hủ tiếu không phải hủ tiếu gà đâu nha cưng. Tiếp theo ha. Bây giờ bạn chọn gian bếp nào Huy? Theo hướng nhìn của khán giả nha. Hướng nhìn của khán giả bên kia là bên phải. Bên đây là bên trái nè. Em chọn bên phải hay bên trái? Thôi bên này. Đứng đâu? Bên này đi. Bên trái ha. Bên trái theo hướng nhìn của khán giả. Rồi bên này. Vậy thì bên kia nhé. Dạ, vâng ạ. Bây giờ xin mời hai bạn lăn vào bếp để chúng ta thưởng thức hai món ngon. Xin mời. Đúng rồi. Nhảy lên. Con vịt đây là dưa hấu là làm gì vậy? Nói, đây là hai món bắt buộc dính liền với hai bạn. Thì bên của Huy á
là sẽ nấu ăn theo tư thế mẹ bồng con. Là sao? Là một bên cầm gấu rồi đó, cứ trong quá trình vậy là phải nấu, không được làm rớt bé gấu. Em tưởng nó vừa nấu vừa bồng em. Trời đất ơi, sao mà bồng người đẹp mà nấu được, ai mà tập trung nấu được. Còn bên đây nấu ăn với tư thế kẹp cho banh vào giữa hai chân. Vậy đó, luôn hả? Vậy đó, đi lấy cái gì phải đi chè hẻ như chiếc cục vậy đó. Khó vậy? Ờ vậy đó. Thì không được làm rớt banh, rớt banh là bị trừ điểm. Mời em. Dạ, em cảm ơn. Mẹ bồng con. Đây mời em. Chúng ta hãy đến với thành phần chế biến. À cha đang thiếu em ơi, em ơi. Bây giờ bên đây hủ tiếu mà có hủ tiếu không à? Hủ tiếu chay. Còn em là gà tẩm bột rồi, gà đâu? Chả lẽ giờ cho người đẹp ăn bột không? Ha. Đang thiếu rồi. Thiếu. Ủa bây rồi giờ sao? Bây giờ muốn đủ là phải nhờ đến tài năng của em. Vậy đó, đưa rồi, để em gọi điện cho mẹ em ra chợ mua. Vậy còn gì là trò chơi nữa. Mình lớn rồi, mình trưởng thành rồi. Tự làm. Đúng rồi, tự kiếm đồ ăn. Đi em, qua đây kiếm đồ ăn. Ê, thoải mái quá. Tại vì sao? Người gì thử thách Lào Kiều Anh, chứ phải là anh. Ủa sao anh kêu qua đây anh mua đồ cho em? Thì đó, đồ đang để sẵn đó, hai món. Rồi, ok, đây. Đây. Phải vượt thử thách. Cái gì cũng có giá của nó chứ. Vượt thử thách nữa hả? Đúng vậy, để có hai món nguyên liệu chính này thì em phải vượt qua hai thử thách. Rất dễ dàng. Lại đây. Trời ơi, tưởng cái gì, ăn trái cây em ăn được lắm. Đây. Ăn vỏ thanh long được không? Từ từ chứ nào người đẹp. Đây là cái gì bé? Dạ, đây là cà tua. Giỏi, đây. Trái mặn, hay là Hà Nội gọi là trái roi. Ờ, giỏi, đây. Đây là trái thanh long. Ừ, tốt lắm. Nhiệm vụ của người đẹp đó chính là tận dụng cái vẻ đẹp hình thể của mình, tạo dáng trong vòng 5-10 giây với từng loại trái khác nhau. Sau đó phải cho mọi người ăn, mà là ăn thính. Hợp lý chưa? Thính được em. Mà trong cái thính đó, những câu tỏ tình dễ thiêu đáng yêu đó phải có tên của mỗi loại trái cây. Dạ, rồi, để em. Bây giờ tạo dáng đúng không? Đúng rồi, đi ra kia, không dưới các bạn. Quá dữ luôn. Ôi ôi, gợi cảm quá, quyến rũ quá. Bây giờ trái này thính luôn đúng không? Đúng rồi. Trái này là trái cà chua. Ủa? Cà chua rất tốt cho tim. Ừ. À, khi cô đơn quá thì tìm tới ai. Trời dễ thương, hay quá. Rồi làm tiếp đi. Hay lắm. Đó, bây giờ đi kiếm nhà gì cho nè. Đó. Rồi, tới trái mận nè. Trái mận. Tạo dáng trước. Trời ơi, hay quá, người mẫu trên sân khấu luôn. Ui ôi, cưng ha. Nhìn cái muốn ăn trái cây liền luôn. Cái gì vậy? Sao vậy? Em đang suy nghĩ. Người ta nói dép không biết té. Mận. À, trên tay anh đang cầm trái mận. À. Đức có muốn vướng bận vì anh không? Trời dễ thương. Bây giờ là thanh long. Ghê, khó thế, khó quá. Thế độc đáo quá. Trời ơi. Cái dáng này là cái dáng đẩy xe thanh long đi bán nè. Đó, bây giờ nè. Thanh long nổi tiếng Quảng Bình. Ừ. Em thì nổi tiếng thương mình anh thôi. Trời ơi. Ai à. Trời ơi trời, mọi người đừng lên sóng khúc này, gia đình của anh Hoàng sẽ. Trời ơi, khúc này là anh cho vợ anh ngủ rồi. Ừ. Ngủ anh. Ừ. Không sao, em nhìn anh camera. Yêu mình anh thôi. Dạ. Đâu có nói anh đâu. Thôi được rồi, mặc dù tôi không vui nhưng mà vẫn phải nói lời chúc mừng với Kiều Anh. Yeah. Rất xuất sắc. Như vậy là một món ăn đã được hoàn thành. Và bây giờ thì bạn hãy lựa chọn một trong hai món nguyên liệu chính để dành tặng cho hai bạn ấy. Dạ yeah, rồi. Rồi. Ngay gà luôn. Thôi đem qua. Đây của Huy đúng không? Dạ vâng, em đó, cảm ơn. Gà tẩm bột chiên giòn, bao nhiêu mồ hôi nước mắt của tôi. Kìa, Đức bên kia khóc tới nơi rồi kìa, đúng không Đức? Không sao, bây giờ nè, đợi nè. Đợi đứng nó coi nè, không sao. Đức. Bình tĩnh nè. Đây là thử thách thứ hai. Đây là bốn cái bánh su kem. Dạ. Nhiệm vụ của em là ăn hết bốn cái hoặc ăn cắn một cái. Nhưng mà quan trọng ăn xong phải nói ra được bên trong đó là nhân gì. Thật ra là khi mà mình chơi một mình rất là buồn. Mà em với anh đứng ở đây thì có anh có em. Mà em nãy giờ em thấy anh đói nên mà cũng ăn su kem với em có vui. Tại vì là cộng cam cộng khổ, mỗi đứa cắn miếng được chưa? Rồi trời ơi thương Hoàng nhất. Rồi em cắn trước anh cắn sau. Phải nói vô đúng cái nhân nha. Cho cắn miếng. Nhân gì mà nó mặn mặn, nó ngọt ngọt mà nó mới cắn hột muối hay gì á. Đúng rồi em đưa anh cái phần muối á. Muối. Trời ơi, đó anh mày phải thương nhau chứ đâu biết thiết kế anh hại mình gì đâu đúng không? Khỏi ăn luôn. Nhìn cái đít bánh là biết. Đoán đi. Sa tế. Trời ơi, ăn sa tế. Không. Bây giờ cái này nha. Cái này nó có mùi gì chứ anh, nó có mùi su kem bình thường. Bình thường. Bình thường. Thôi em. Rồi. Ăn thử coi. BT. Ủa, chơi hai cái bình thường hả? Bình thường. Ủa vậy hiền nghĩa hả?
Rồi. Trời giỏi lắm. Thắng rồi đó. Để em thịt về cho anh đây. Rồi anh làm gì? Ăn hết bánh bỏ uổng. Nhanh lên. Em mời anh nhảy luôn. Bé Đức mới khóc rồi kìa. Thắng rồi đó. Rồi. Thấy hình nước mà sôi hai lần rồi. Không sao đâu. Như vậy là nguyên liệu chính đã có đủ rồi. Chúc cho hai bạn nó ăn thành công nha. Quanh đi ăn bánh dành tiếp. Ăn nhanh hả? Không được. Bánh còn nhiều nữa ra ăn cho hết. Để lên. Làm đi. Cha thơm quá đi mọi người ơi. Mà rõ ràng là cái phần trình bày từ nội dung đến hình thức rất là hấp dẫn. Quan trọng là có đúng khẩu vị với Kiều Anh hay không nghe. Em thấy cái hình thức là em thấy em ưng rồi đó. Quá ưng luôn, trời mà khéo. Trời quá ơi, sao ơi. Mà khéo quá vậy. Đẹp quá Huy ơi. Anh ơi em có tiền hốt hai đứa này về luôn. Vậy hả, làm đầu bếp chính cho nhà mình hả? Dạ đúng rồi. Chuyên gia dinh dưỡng. Quá trời, xuất sắc luôn. Rồi bây giờ chúng ta thưởng thức món khô trước đi hả? Dạ, khai vị trước với gà chiên giòn nha. Gà lăn bột chiên giòn. Đó. Đó. Ăn quý tập đây, tay trời. Không, quý khách cứ tự nhiên đi. Mọi thứ. Trời ơi, nghe luôn á. Cái này dần. Bột có bột nè. Đương nhiên, trời ơi, chiên giòn phải có bột chứ. Sao, sao? Bột rất là giòn, dần rụm. Gà là vừa chín tới luôn. Oh, wow. Chứ không phải là chín quá nha, tại vì còn rất là nhiều cái độ ngọt. Yeah. Hay quá à, chia sẻ đi. Hay quá. Ôi hay quá à. Cái này tại là ngày xưa bà em cũng hay nấu nè. Em cứ đứng nhìn bà thì giờ em tập lại. Bà hả? Cảm ơn bà nội. Hay quá, ngon quá à. Đó. Ghim rồi đó. Cái này của tôi nha, cái này của tôi nha. Mà dành của anh luôn á. Vậy thì với món gà này á thì Xuân Huy có muốn dành tặng lời chúc nào cho Kiều Anh không? Em chúc chị Oanh luôn luôn thành công trên con đường âm nhạc của mình, càng ngày càng có nhiều khán giả hơn nữa, và em sẽ luôn luôn ở phía sau để ủng hộ chị ạ. Nhớ nha, em luôn nha. Luôn ở phía sau. Đây có phải là một lời nói một bài hát nữa của Subin Hoàng Sơn. Nên anh luôn phía sau. Nên nhớ. Yên tâm đi, thấy rõ chứ. Trời ơi. Uống nước. Uống nước. Trả khẩu vị lại. Trả khẩu vị lại. Về số 0. Để bắt đầu thử thức món nước. Đây, món hủ tiếu. Hủ tiếu. Mình ăn một cái món nào mà nước á thì mình phải thử nước lèo trước. Đúng rồi. Đúng không? Sành ăn nè. Vô nè. Được nha, được nha, được nha. Má, nghe thanh tao lắm nha. Em không muốn nuốt luôn á. Nó ngon mà không muốn nuốt luôn á. Hết hồn. Anh ơi, cái vị này làm nhớ quê lắm luôn. Giống rất là giống hủ tiếu sao đấy. Không biết là có phải là do em. Cháo bà Sẫm nè. Cháo bà Sẫm. Cháo bà Sẫm ở đâu đi Hà Nội ở? Hàng xóm. Hàng xóm bà Sẫm rồi. Rồi nào, nhưng mà được cái nha. Hậu bối có khăn giấy nha. Còn giờ đó là khăn giấy nha. Giờ đó khăn giấy bị chửi nha. Khăn giấy nhà anh. Nhà anh. Rồi, chưa chắc các bạn. Dạ, có điều kiện. Mình sẽ ăn thử tới cọng hủ tiếu. Đâu tôi moi móc rồi, có miếng hành nào không? Uy tín không hành. Có một miếng hành là thực khách tôi bỏ đũa liền đó. Em rất là nhạy, anh có miếng hành là em nghe mùi hành liền. Không có hành mọi người ơi. Rau ăn được đúng không nè? Cá ở đâu mà nó ngon, nó ngọt dữ vậy. Ngon đó quá à. Với cái đề bài này nó khá là khó. Dạ. Bởi vì ngẫu nhiên chúng tôi sẽ chọn cá. Cá rất là khó nấu. Dạ. Nó rất là dễ tanh nha. Dạ đúng rồi ạ. Khi mà bạn ăn được cái cọng hủ tiếu á, cọng hủ tiếu như thế nào? Vừa đủ dai vừa được mềm. Chứ không phải là mềm không mà không dai nha. Rồi miếng cá nữa, có bị bở quá không? Không anh. Có tanh không? Vừa dai mà ngọt không tanh. Sao hay ta? Đầu bếp ngon. Đầu bếp chương trình ngày hôm nay. Bữa nay hai món đều ngon. Ngon. Thì xin lựa đây. Xin mình ăn đi. Em chọn đi. Ủa em chọn hả? Bắt buộc phải chọn một món rồi. Bạn nào cũng ngon hết trơn rồi làm sao? Vì vậy thì chúng ta sẽ bước vào hiệp phụ với một câu hỏi thôi. Rồi. Câu hỏi này liên quan đến Kiều Anh. Dạ. Từ đầu chương trình tới giờ anh chia sẻ rất là nhiều đúng không? Dạ. Hãy nói lại câu thả thính của Kiều Oanh với món trái cây của cô ấy. Thôi bây giờ lấy cái trái thanh long của anh đi. Bạn nào mà đọc được gần đúng thì bạn nói thắng. Thanh long nổi tiếng Quảng Bình. Tiếp chương trình. Truyền hình ở đây là thật thưởng. Còn đang chỉ muốn trông tình bên anh. À gần bên em. Xác nhận đi ạ. Câu chính xác là? Câu chính xác là thanh long nổi tiếng Quảng Bình. Em đây nổi tiếng thương mình anh thôi. Oh no.
Như vậy là chúng ta đã bước qua hiệp phụ rồi. Rồi. Và với câu đố vừa rồi, bạn Duy Đức đã có trí nhớ tốt hơn một tí. Nên coi như là có phần may mắn Huy ha. Duy Đức giành chiến thắng ngày hôm nay, rất may mắn. Chúc mừng Duy Đức. Yeah. Nào chúng ta nhận thưởng thôi. Đây là phần thưởng trị giá 5 triệu đồng dành cho người đã giành chiến thắng rất là may mắn, đó chính là Duy Đức. Xin mời Kiều Anh trao tặng cho bạn Duy Đức ạ. Đây là dành cho bạn Duy Đức nha. Thật ra là cũng may mắn cho câu hỏi phụ. Chứ thật là món gà chiên giòn của bạn Huy cũng rất là xuất sắc luôn. Ăn hổ em bằng bắt tay cái đi. Cảm ơn câu chúc của Huy nha. Dạ, cảm xúc của Huy bây giờ như thế nào nào? Dạ, em cảm thấy rất là vui ạ. Bởi vì đã cố gắng hết sức để nấu ra món mà chị rất thích. Vâng. Nói mà thằng bé được ngưng nước mắt. Ngưng nước mắt rồi, quá thương rồi. Quá trời luôn á. Còn với Đức thì sao? Dạ, đương nhiên là giành chiến thắng thì em cảm thấy rất là vui. Và cũng cảm ơn chương trình đã cho em cơ hội để thể hiện khả năng nấu nướng của mình. Cảm ơn Đức. Và hy vọng là Kiều Anh sẽ luôn bồi bổ cơ thể của mình để có chất giọng thật là tuyệt vời, giữ vững được phong độ này và tiếp tục có những bài hát hit nha. Yeah. Nhớ sự kết hợp của hai anh em mình. Và mong là quý vị sẽ luôn đồng hành và ủng hộ chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi, được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần quý vị nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.